được gửi lời chào đến quý ban tổ chức cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 4 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Cùng quý độc giả của báo Tuổi Trẻ, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Phúc Lợi, giáo viên trường Trung học cơ sở Kim Đồng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2023-2024 quả thật là một năm học đầy thử thách và thú vị đối với cả giáo viên và học sinh khi thực hiện theo chương trình mới 2018. Và phải kể đến đó là những hoạt động học tập đa dạng, phong phú trên con đường chinh phục tri thức của các em học sinh. Và được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà trường cũng như của tổ bộ môn ngữ văn, bản thân tôi cùng với các thầy cô trong tổ cũng đã có những hoạt động đọc sách nhằm hướng đến cho các em học sinh đọc sách trong nhà trường nhiều hơn. Trong đó phải kể đến đó là hoạt động góc sách em yêu tỏa lan tri thức. Nào, xin kính mời mọi người hãy đến với thế giới thật tuyệt vời của thế giới sách các bạn nhé. Ơi, thầy Lợi có một câu hỏi dành cho con nè. Em có suy nghĩ như thế nào khi lớp học của chúng ta có một hoạt động xây dựng góc sách em yêu được phát động từ thầy chủ nhiệm, mỗi em góp một quyển sách cũ, em có suy nghĩ như thế nào? Cảm xúc của em thì rất là vui và đồng thời cũng rất là bất ngờ, bởi vì trước đây lớp của chúng em chưa bao giờ được tham gia những cái hoạt động nào mà như thế này cả. Hơn nữa, cái việc góp sách này cũng góp phần làm cho lớp chúng ta có một cái kệ sách nho nhỏ, làm tăng thêm phần sôi động cho không gian lớp. Và không chỉ thế, hoạt động góp sách này cũng góp phần thúc đẩy việc đọc sách cho chúng em hơn. Một câu hỏi thứ hai dành cho con thì từ hoạt động này thì em có cảm nhận như thế nào về thông điệp mà thầy chủ nhiệm muốn gửi đến các thành viên lớp 82 nói riêng và học sinh toàn trường nói chung? Thông qua hoạt động lần này, em cũng phần nào cảm nhận được những cái tâm huyết, những năng lượng mà thầy Lợi muốn chia sẻ, mà thầy Lợi muốn lan tỏa đến về những cái giá trị tích cực của việc đọc sách. Và gần đây, lớp chúng em rất được vinh hạnh khi đã được tham gia tiết học đọc sách của thầy Lợi tổ chức với sự tham gia của diễn giả, một tác giả viết sách Hồ Vĩnh Thùy Linh. Thông qua tiết học đó, em cũng có cái nhìn nhận khác về việc đọc sách. Thầy cảm ơn con đã có những cảm nhận của mình. Hoạt động góp sách em yêu tỏa lan tri thức là một hoạt động mới mẻ, hiệu quả mà tổ bộ môn ngữ văn của trường Trung học cơ sở Kim Đồng thực hiện và phát động trong học sinh từ đầu năm đến ngày hôm nay. Mỗi em sẽ góp một quyển sách cũ để tạo dựng nên một góc thư viện sách nho nhỏ tại lớp. Và cũng qua hoạt động này, chúng tôi cũng muốn truyền gửi thông điệp đến cuộc thi lan tỏa năng lượng tích cực lần 4 do báo Tuổi Trẻ tổ chức, đó là tạo được một cái thói quen tốt trong việc đọc sách hàng ngày và nhằm giúp cho học sinh nhận ra được những giá trị quý báu từ những quyển sách mà các em đọc. Và nhân đây thì tôi cũng xin được chúc quý ban tổ chức cuộc thi được nhiều sức khỏe, chúc cho hội thi lan tỏa năng lượng tích cực lần 4 do báo Tuổi Trẻ tổ chức thành công tốt đẹp.